chào quý vị đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chủ nhật 30 thường niên năm A Thánh Vịnh 17. Và kính thưa quý vị, trong dịp lễ này Tấn Đạt xin giới thiệu với tất cả quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Minh và một sáng tác của nhạc sĩ Viễn Sứ, Chúa là Dũng Lực. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Vạn lạy Chúa, Ngài là sức mạnh tôi. Hồn tôi thiết tha yêu Ngài chẳng nguôi. Chúa là dũng lực đầy oai hùng, tôi yêu mến Ngài. Chúa là cứu tình, là chiến lũy che chở thân tôi. Ôi Chúa quyền năng, Chúa là đấng giải thoát đời tôi. Ngài là đá tảng, là núi đá để tôi nương mình. Vạn lạy Chúa, Ngài là sức mạnh hồn tôi thiết tha yêu Ngài chẳng nguôi. Chúa là Chúa cả, là sơn động cho tôi ẩn mình. Chúa là uy quyền, là khiên thuẫn phù trợ đời tôi. Tôi xưng bài ca, ca tụng và kêu khẩn Ngài, và tôi sẽ được Ngài giải thoát khỏi tay quân thù. Vạn lạy Chúa, Ngài là sức mạnh tôi. Hồn tôi thiết tha yêu Ngài chẳng. Chúc tụng Chúa Trời là đa tạng cho tôi chủ thần. Chúa nguồn cứu độ vạn tuế, Chúa giữa ngàn vạn dân. Chúa đã làm cho vua toàn thắng vẻ vang trở về. Lòng ưu ái Ngài dành cho đấng Chúa đã sức giàu. Vạn lạy Chúa, Ngài là sức mạnh tôi. Hồn tôi thiết tha yêu Ngài chẳng. Lạy Chúa là dũng lực con yêu mến Ngài. Lạy Chúa là dũng lực con yêu mến Ngài. Lạy Chúa là đá tảng, là chiến lũy, là cứu tinh đời con. Lạy Chúa là dũng lực con yêu mến Ngài. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn động chỗ con nương mình. Là uy quyền cứu độ, là khiên thuẫn, là sức phù hộ con. Lạy Chúa, con xin Chúa hằng đoái nhìn cứu con hỡi Ngài, để
con được thoát khỏi bàn tay lũ quân thù. Lạy Chúa là dũng lực con yêu mến Ngài. Lạy Chúa hằng sống là đã tặng chúng con nương nhờ. Con tan tụng hát mừng lạy Thiên Chúa là cứu độ đời con. Và chính Vương Nhi Chúa được thăng trần huy hoàng, tỏ ra từ bi Ngài, người Chúa đã sức giàu. Lạy Chúa là dũng lực con yêu mến Ngài. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chủ nhật 30 thường niên năm A Thánh Vịnh 17. Tấn Đạt xin cảm ơn tất cả quý vị và xin Chúa luôn chúc lành cho tất cả quý vị.